Thưa quý vị, Đảng Dân Chủ Mỹ vừa thông báo cuộc bỏ phiếu trực tuyến đề cử Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên của Đảng năm 2024, dự kiến diễn ra vào tuần tới, bị trì hoãn và sẽ diễn ra vào thời điểm nào đó trong tháng 8. Ủy ban Quốc gia Dân Chủ dự kiến họp ngày 19 tháng 8 và hoàn thiện các quy tắc cho thủ tục lần đầu tiên được đề xuất vào tháng 5 để đảm bảo quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, một số thành viên Đảng đã phản đối việc vội vã thực hiện quy trình trước đại hội. Lee Daughtry và Thống đốc Minnesota Tim Walz, những người đứng đầu Ủy ban Quy tắc của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ Mỹ cho biết, trong một lá thư mà CBS News đã xem rằng, không việc gì trong số này có thể được thực hiện vội vàng. Bức thư được gửi tới 186 thành viên của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ Mỹ vào thứ Tư. Bức thư xác nhận rằng sẽ không có cuộc bỏ phiếu nào bắt đầu trước ngày 1 tháng 8. Nhưng lưu ý rằng cuộc điểm danh trực tuyến vẫn sẽ diễn ra trước khi Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ trực tiếp bắt đầu vào ngày 19 tháng 8. Bức thư nói thêm rằng lý do chính để tiến hành quy trình bỏ phiếu trực tuyến là đáp ứng thời hạn bỏ phiếu của tiểu bang và tránh các vụ kiện tiềm ẩn. Điểm danh là một thủ tục truyền thống mà các đoàn đại biểu tiểu bang chuyển tiếp bầu sơ bộ cho người được đề cử tại đại hội. Đảng Cộng Hòa đã làm như vậy vào thứ Hai, sắp xếp để các con của cựu Tổng thống Donald Trump công bố số phiếu bầu ở Florida, chính thức đưa ông Trump trở thành người được đảng lựa chọn vào tháng 11. Đầu tuần này, hàng chục thành viên Đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã lưu hành một bản thảo thư phản đối việc bỏ phiếu trực tuyến, lập luận rằng nó sẽ kìm hãm cuộc tranh luận, làm suy yếu tinh thần và sự đoàn kết của Đảng và ngăn chặn mọi thay đổi đối với danh sách vào thời điểm tồi tệ nhất có thể. Ít nhất 21 đảng viên Dân Chủ tại Quốc hội đã công khai kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc đua với lý do thành tích tệ hại của ông trong cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 với ông Trump. Tuổi cao có thể là các vấn đề về thần kinh. Theo tờ New York Times, các nhân vật cấp cao của đảng như lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã thúc giục ông Biden từ chức một cách riêng. Khoảng 70% đảng viên Dân Chủ trong một cuộc thăm dò gần đây ủng hộ việc ông Biden ra đi. Sau khi Tổng thống về nhà ở Delaware với chẩn đoán mắc COVID, Axios đưa tin ông có thể sẽ bỏ cuộc sớm nhất là vào cuối tuần này. Tuy nhiên, người phát ngôn của chiến dịch TJ Daclo đã tìm cách bác bỏ tin đồn vào thứ Năm. Daclo nói trên mạng xã hội X, Joe Biden là ứng cử viên của đảng ông ấy là Tổng thống Mỹ, ông ấy đang tái tranh cử. Những suy đoán vô căn cứ từ các nguồn tin ẩn danh không phải là tin giật gân. Hầu hết các cuộc thăm dò hiện nay đều cho thấy ông Trump sẽ giành chiến thắng trước ông Biden, nhưng cũng trước Phó Tổng thống Kamala Harris nếu bà giành chiến thắng. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc nghiêm túc các lời kêu gọi từ chức ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, trong khi một số thành viên Đảng Dân Chủ cho rằng việc ông rút lui chỉ là vấn đề thời gian. Theo Reuters, một trong những nguồn tin giấu tên cho biết, tôi biết chắc chắn ông Biden đang thực sự đắn đo. Ông ấy đang suy nghĩ rất nghiêm túc về việc này. Ông Biden, 81 tuổi, đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các nhân vật quan trọng trong đảng về việc từ bỏ vị trí ứng viên tranh cử sau màn tranh luận thiếu thuyết phục trong cuộc đối đầu trực tiếp với cựu Tổng thống Donald Trump gần đây, làm dấy lên lo ngại về tuổi tác và khả năng giành chiến thắng vào tháng 11 tới. Tổng thống Biden đã ngay lập tức phản đối những lời kêu gọi đó, lập luận rằng ông đã giành được hàng triệu phiếu bầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ trong vài tháng qua và là lựa chọn số 1 của cử tri Dân Chủ. Gần đây nhất là vào ngày 17 tháng 7, ông Biden đã tái khẳng định quyết tâm sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua năm 2024. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố rõ ràng rằng ông chắc chắn 1.000% sẽ tiếp tục cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Tuy nhiên, khi trả lời các câu hỏi của phóng viên trong những tuần qua, vị Tổng thống của Đảng Dân Chủ đã nhắc đến một số kịch bản có thể khiến ông phải rút lui. Điều này xảy ra trong bối cảnh nhiều dân biểu Đảng Dân Chủ cũng đang liên tục yêu cầu ông rút khỏi cuộc tranh cử. Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News, được coi là bài kiểm tra lớn đầu tiên về năng lực đảm nhiệm chức vụ Tổng thống của ông, người dẫn chương trình Giorgio Stephanopoulos đã hỏi rằng liệu ông Biden có tự thuyết phục mình rằng chỉ có ông mới có thể đánh bại đối thủ Cộng hòa Donald Trump hay không? Ông Biden trả lời, tôi đã tự thuyết phục bản thân về hai điều.
Tôi là người đủ điều kiện nhất để đánh bại ông ấy và tôi biết cách hoàn thành mọi việc. Người dẫn chương trình đài ABC News nhấn mạnh, nếu ông có thể tự thuyết phục mình rằng ông không thể đánh bại ông Donald Trump, ông có rút lui không? Ông Biden nói, điều đó còn tùy, ý tôi là, nếu Chúa xuất hiện và nói với tôi điều đó, tôi có thể làm vậy. Có thể thấy, đây là câu trả lời đầy thách thức cho thấy ông Biden không hề có ý định bỏ cuộc. Không chính trị gia nào muốn thua cuộc và dường như ông Biden chỉ sẵn sàng rút lui nếu có bằng chứng số liệu cho thấy kịch bản đó xảy ra. Trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Washington tuần trước, ông Biden đã được hỏi liệu ông có dừng tranh cử nếu các trợ lý cho thấy rằng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ là đối thủ mạnh hơn để đối phó với ông Trump hay không. Câu trả lời ban đầu của ông Biden là không, nhưng sau đó ông đã giải thích thêm. Ông Biden cho hay, trừ khi họ quay lại và nói không có cách nào để tôi có thể giành chiến thắng, nhưng không ai nói như vậy và không có cuộc thăm dò nào cho thấy điều đó. Một số cuộc thăm dò cử tri cho thấy ông Trump đang có lợi thế nhỏ, trong khi những cuộc thăm dò khác cho thấy không có ứng cử viên nào có lợi thế. Ông Biden không được hỏi trực tiếp về giả thuyết này, nhưng ông vẫn đưa ra một kịch bản mới. Khi Speedy Mormon, người dẫn chương trình trên kênh giải trí Complex, kết thúc cuộc phỏng vấn với ông Biden vào tuần trước tại Detroit, ông đã có thêm một câu hỏi nữa dành cho Tổng thống. Chúng tôi chắc chắn sẽ thấy ông trên lá phiếu vào tháng 11 này, theo lời ông nói chứ. Ông Biden nói đùa, trừ khi tôi bị tàu hỏa đâm, đúng vậy. Người dẫn chương trình Mormon trả lời, chúng ta đã hy vọng điều đó không xảy ra vì sự an toàn của ông. Tổng thống Biden đã trò chuyện với nhà báo Ed Golden của Bet News trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào tối ngày 17 tháng 7. Trong cuộc trò chuyện này, nhà báo Golden đã hỏi ông Biden rằng liệu có bất kỳ yếu tố nào khiến ông phải đánh giá lại việc ứng cử hay không. Không nhắc lại những lý do khác mà ông đã liệt kê trước đó, thay vào đó ông Biden đã đưa ra một lý do mới. Ông Biden nói với nhà báo Golden, nếu tôi mắc một số tình trạng bệnh lý nào đó, nếu các bác sĩ đến gặp tôi và nói, ông mắc vấn đề này, vấn đề kia, sức khỏe của ông Biden, người lớn tuổi nhất từng là Tổng thống Mỹ, đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước màn tranh luận trực tiếp với ông Donald Trump. Sau lần kiểm tra sức khỏe mới nhất vào tháng 2, bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor cho biết, ông Biden vẫn có đủ sức khỏe để thực hiện thành công các nhiệm vụ của Tổng thống. Theo bác sĩ O'Connor, một cuộc kiểm tra thần kinh được thực hiện hơn một tháng trước đó không cho thấy dấu hiệu đột quỵ, đa xơ cứng hoặc bệnh Parkinson. Bác sĩ cũng cho biết không cần phải kiểm tra nhận thức của ông Biden. Tuyên bố trên được đưa ra trước khi Nhà Trắng thông báo ông Biden mắc COVID-19 trong chuyến đi tới Las Vegas vào ngày 17 tháng 7 với các triệu chứng nhẹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay ông Biden đã tiêm phòng vaccine. Chủ tịch Unidos US, một tổ chức dân quyền cho người Latin cho biết, ông Biden sẽ không thể phát biểu tại một sự kiện đã lên lịch trước đó do mắc COVID-19. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có thể đánh giá lại nỗ lực tranh cử của bản thân nếu xuất hiện vấn đề y tế. Tổng thống Joe Biden đã cáo buộc tỷ phú Elon Musk và những người bạn giàu có của ông ấy đang cố gắng mua chuộc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sau những tuyên bố rằng tỷ phú này đang có kế hoạch đóng góp khổng lồ cho một nhóm vận động cho ứng cử viên dẫn đầu Đảng Cộng hòa Donald Trump. Tôi phát ốm vì Elon Musk và đám bạn giàu có của ông ta đang cố gắng mua chuộc cuộc bầu cử này. Bài đăng trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của ông Biden viết hôm 17 tháng 7 vừa nói đến ông Donald Trump vừa ám chỉ việc chính ông vừa được xét nghiệm COVID-19 dương tính. Bài đăng kêu gọi người Mỹ tham gia vào chiến dịch tranh cử của ông Biden thông qua Ask Blue, nền tảng quyên góp của Đảng Dân Chủ. Nền tảng gây quỹ này đã trở thành tâm điểm chú ý vì Thomas Group, tay súng đã cố gắng ám sát ông Donald Trump tại một cuộc vận động tranh cử hôm 13 tháng 7, đã quyên góp một khoản nhỏ cho tổ chức này khi anh ta 17 tuổi. Phản ứng trước lời kêu gọi của ông Biden, Elon Musk đáp lại ngụ ý rằng ông đang khiến Tổng thống Biden bị ám ảnh. Elon Musk viết, tôi đang sống không tiền thuê nhà trong đầu ông ấy. Ông chế nhạo Tổng thống Biden vì đã kêu gọi những người ủng hộ quyên góp bằng cách coi Elon Musk là một phần của tầng lớp tinh hoa từng dàn xếp phiếu bầu. Năm 2020, ông Biden từng phải đối mặt với những cáo buộc rằng ông đã giành được đề cử của Đảng Dân Chủ nhờ một âm mưu của giới tinh hoa. Các nhà phê bình cho rằng những người điều hành Đảng Dân Chủ đầy quyền lực
các nhà tài trợ giàu có và giới truyền thông đã liên kết xung quanh các ứng cử của ông để hạ gục thượng nghị sĩ cấp tiến Bernie Sanders, người khi đó dẫn đầu trong cuộc đua sơ bộ. Khi ngày càng có nhiều nhân vật cao cấp của Đảng Dân Chủ gây áp lực buộc ông Biden phải rời khỏi cuộc đua năm nay, do lo ngại sức khỏe thể chất và tinh thần của ông và lo ngại rằng ông sẽ không thể đánh bại ông Donald Trump một lần nữa, ông Biden đã lên tiếng phản ứng giới tinh hoa. Ông Biden nói trong chương trình Morning Joe của MSNBC vào tuần trước, "Tôi đang rất thất vọng với giới tinh hoa trong đảng. Bất kỳ ai trong số những người không nghĩ rằng tôi nên tranh cử, thì hãy ra tranh cử chống lại tôi. Hãy tuyên bố tranh cử Tổng thống, thách thức tôi tại Đại hội của Đảng Dân Chủ." Vài ngày trước, truyền thông đưa tin rằng Elon Musk có kế hoạch quyên góp khoảng 45 triệu đô la Mỹ mỗi tháng cho một ủy ban hành động siêu chính trị VAC ủng hộ ông Donald Trump. Kênh truyền hình CNN của Mỹ trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gọi điện cho Tổng thống Joe Biden và chỉ ra dấu hiệu ông không thể thắng cử đối thủ Donald Trump trong năm nay. Cụ thể, trong cuộc điện đàm riêng gần đây, bà Nancy Pelosi đã nói với ông Joe Biden rằng thăm dò dư luận ám chỉ vị Tổng thống 81 tuổi này không thể đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump và thậm chí có thể phá hủy cơ hội giành quyền kiểm soát Hạ viện của Đảng Dân Chủ vào tháng 11 tới nếu ông tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Theo một nguồn tin, ông Joe Biden đã phản bác cảnh báo của nữ nghị sĩ Dân Chủ giữ kỷ lục làm việc lâu nhất tại Hạ viện và cũng từng hai lần làm chủ tịch cơ quan lập pháp này. Ông Biden nói với bà Pelosi rằng ông thấy các cuộc thăm dò báo hiệu khả năng mình có thể thắng cử. Một nguồn tin khác mô tả ông Biden kiên quyết bảo vệ mình trong các cuộc thăm dò dư luận. Có lúc, bà Pelosi đã yêu cầu Mike Donilon, cố vấn lâu năm của ông Biden, cầm máy để trao đổi về dữ liệu. Cuộc điện đàm riêng giữa bà Nancy Pelosi với ông Joe Biden đánh dấu cuộc trò chuyện thứ hai được biết đến giữa nhà lập pháp kỳ cựu đến từ bang California với Tổng thống kể từ cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình không như mong đợi giữa ông với đối thủ là ông Trump vào ngày 27 tháng 6. Mặc dù chưa rõ thời gian chính xác diễn ra cuộc điện đàm, nhưng một nguồn tin mô tả nó diễn ra trong tuần trước. Bà Pelosi và ông Biden cũng nói chuyện riêng với nhau vào đầu tháng 7 này. Không nguồn tin nào nêu rõ liệu bà Pelosi có trực tiếp bày tỏ mong muốn ông Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay hay không. Bà Pelosi đã dành nhiều tuần sau cuộc tranh luận giữa ông Biden và ông Trump để lắng nghe những lo ngại từ các đồng nghiệp của mình. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng gây chú ý khi phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước. Việc quyết định Tổng thống Biden có tranh cử hay không tùy thuộc vào ông ấy. Tất cả chúng tôi đều khuyến khích ông ấy đưa ra quyết định đó vì thời gian không còn nhiều nữa. Khi được yêu cầu bình luận, phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Bates đã không phản hồi thông tin do CNN đăng tải về cuộc gọi bà Pelosi và ông Biden gần đây. Ông Bates nhấn mạnh, Tổng thống Biden là người được đảng đề cử, ông ấy có kế hoạch giành chiến thắng và mong muốn được làm việc với các thành viên Đảng Dân Chủ trong Quốc hội để thông qua chương trình nghị sự 100 ngày của mình nhằm giúp đỡ các gia đình lao động. Trong khi đó, phát ngôn viên của bà Pelosi cho hay, bà Pelosi đã ở California từ ngày 12 tháng 7 và bà không trò chuyện với ông Biden kể từ đó. Bà Pelosi là đảng viên kỳ cựu trong Đảng Dân Chủ và là một đồng minh của Tổng thống Biden. Vì thế giới quan sát nhận xét, nếu cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thật sự đã nói với ông Biden về khả năng bại trận trong cuộc tranh cử vào cuối năm 2024, thì việc này càng phản ánh sự lo ngại của các thành viên Đảng Dân Chủ đối với đương kim Tổng thống Mỹ.